Lầm lẫn chết người phần 1. Việt Nam ta chia rẽ trầm trọng là có thật về ý thức hệ quốc cộng. Bất hòa thì sâu sắc nhất là nhóm tu sĩ cộng sản và lầm lẫn chết người qua biến cố Phật giáo 1963. Một, chia rẽ ý thức hệ quốc cộng. Quốc gia Việt Nam hình chữ S, toàn dân và chính phủ tam quyền phân lập, biểu tượng là Tổ quốc Việt Nam, có quốc kỳ cờ vàng ba sọc đỏ, nghĩa là da vàng máu đỏ, Bắc Trung Nam một nhà, và bài quốc ca thiêng liêng nói lên tinh thần tổ tiên xây dựng và hậu duệ giữ nước. Tổ quốc của Hồ và Việt Cộng là tổ quốc xã hội chủ nghĩa, là chính sách thực dân mới của Nga và Tàu. Cờ đỏ sao vàng là cờ tỉnh Phúc Kiến. Tổ quốc là tổ quốc xã hội chủ nghĩa, nên Hồ và Việt Cộng là lũ phản quốc giết người, lường gạt gian ác, tàn bạo cướp nhà cướp đất của dân, hại văn hóa Việt nên Việt Cộng đã không thu phục được lòng dân. Việt Cộng đang là tảng đá cản đường, cần loại bỏ để làm lại từ đầu. Muốn vậy cần có sức mạnh bó đũa toàn dân để tổng nổi dậy long trời lở đất và tự phát để dẹp Việt Cộng. Mỗi chúng ta cần chung sức và quyết tâm mổ xẻ ung nhọt tội ác chúng. 2. Nhóm tu sĩ Việt Cộng do Việt Cộng chủ trương thành lập, tuyển chọn, đào tạo và phân nhiệm nhằm chia rẽ tôn giáo, lợi dụng tôn giáo làm chính trị, làm kinh tài và dụ đạo với ý đồ thâm độc để nắm quyền thời hậu cộng sản. Chúng có nhiệm vụ đánh phá, bôi bẩn và nhục mạ Thiên Chúa giáo rất đê tiện và âm mưu tiêu diệt Thiên Chúa giáo qua biến cố tòa Khâm Sứ Thái Hà. Vì Việt Cộng đã vu vạ rằng Thiên Chúa giáo đã phá chùa, xây trụ nhà, thay tòa Khâm Sứ. Việt Cộng ra lệnh cho quân đội phối hợp với công an với mục đích sẽ dùng cả binh đoàn quân đội giả danh Phật tử xuống đường để tiêu diệt lực lượng giáo dân Thái Hà. Mặt khác, Việt Cộng sang Vatican cầu hòa và hăm dọa rằng Việt Nam và Vatican cần có ngoại giao càng sớm càng tốt. Giáo hoàng qua Việt Nam cần qua Việt Nam thăm Việt Nam. Muốn vậy, Vatican cần cất chức linh mục ở giám mục Ngô Quang Kiệt. Nếu không, dân chúng Việt Nam mở ngoặc, Phật tử đóng ngoặc, sẽ xuống đường đòi lại đất Thái Hà. Chính quyền không có khả năng can ngăn và Việt Nam sẽ có biến loạn. Thế nên Vatican đã chiều ý Việt Cộng thay thế giám mục Ngô Quang Kiệt. Khi được việc rồi, Việt Cộng tráo trở nói rằng Việt Nam chưa có nhu cầu ban giao với Vatican. Giáo hoàng qua thăm Việt Nam chưa đúng lúc này là chưa thích hợp. Tài liệu này có trong báo sách hiếm Việt Cộng trên net Internet. Mưu đồ thâm độc lừa đảo này cần phải được phanh phui lên án. Đọc tin ngày 7 tháng 7 2007.